bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm mùi để tối nay đi thả trúng. Đấy các bạn thấy không? Quay đấy, quay sạch đấy. Đấy mình phải băm đây, đây là đất sét nha, bỏ ít đất sét vào. Cho mình kịch đi. Đấy quay đi. Lên cho mình. Thấy chưa các bạn? Đấy, rồi các bạn đập mặt quả trứng vào. Băm cả vỏ luôn cho nó đẹp. Cho nó có canxi. Đấy. Được rồi nhá. Chưa. Các bạn băm cho nó bấy nha. Đấy, đấy hút rồi. Đấy, năm ba nó tự năm lắm. Năm giây. Cái năm giây. Một phút. Đây các bạn thấy không? Đó, các bạn băm cho nhỏ vào. Nói chung các bạn làm sao để cho nó nhỏ là được. Đấy. Rất là ngon. Cái này lươn mà vào thì thôi rồi. Rồi nhá, ok đi. Ok.